ba, chú ba. Gì mà gọi giật giọng vậy? Con có cái chuyện này quan trọng lắm. Quan trọng chuyện gì? Con Vân đâu mà chú ba đi chợ? Không thấy sao hỏi. Hôm nay bà bận, chú phải thay bà đi chợ. Chú ba này, con quan tâm mà chú ba khó khăn với con quá à. Mà chú ba, kể từ cái ngày chú ba sang cái quán cà phê á, uống không có quen. Nói gì kỳ vậy? Cà phê chú Vân lấy một chỗ mà, có khác gì đâu. Nhưng mà cái vị nó không có quen. Hình như là cô Vân với chú ba có cái bí quyết gì đúng không? Thôi thôi, đừng có dẻo miệng vậy nha. Đừng có nói qua cô Hương ngồi uống rồi nói y chang như vậy á. Dạ đâu có, con qua quán cô Hương con uống là tại vì quen thôi, khách quen nên mới uống. Chú con nói thiệt á, cô Hương khuấy cà phê y như là khuấy nước sông vậy đó. Khuấy mà cọc vậy nè. Đó. Dạ. Nó bậy vậy. Dạ. Nói khuấy vậy đó hả? Dạ. Mà chú thấy quán rất là đông khách. Chú ơi, quán đó đông là chú biết nhờ khách của ai không? Của ai? Khách của Jessica, của Mỹ Nhân, của Mạnh Hùng nữa. Chứ cái quán đó vắng lắm. Thì cái đó gọi là thời thế đó. Thời thế. Làm ăn có thời có thế. Hay. Chú nói cái chữ thời thế này con rất thích. Đúng rồi. Thời thế nó tới rồi nó cũng đi rất nhanh. Hay lắm. Mà thôi, chuyện là nói sao đi. Để chú về chú còn nấu cơm nữa. Thôi, chú, nếu chú... cả nhà đây, cả nhà mà chiều nay không có cơm ăn là cả thời của chú cũng đi luôn á. Chú. Cái gì? Từ từ chú dội quá. Bây giờ con có chuyện quan trọng muốn nói thiệt. Tôi biết chắc chắn là có chuyện muốn nói tôi mà. Đúng là không có gì qua mắt được chú ba. Bây giờ chuyện gì? Nói nhanh. Để tôi về tôi còn nấu cơm nữa. Chú cứ cơm nước hoài. Chú ở trong bếp như vậy. Bởi chú không biết chuyện gì đang xảy ra hết. Mạnh Hùng hết thời rồi. Cái gì? Mạnh... Hết thời? Dạ. Mạnh Hùng. Dạ. Hết thời? Dạ đúng rồi. Con dựa vào đâu mà con dám nói vậy? Con chắc chắn 100%. Con đã nghe và đã thấy. Không bao giờ có. Nếu có chuyện này á, là Nhã Quang đã báo cho cô chú biết rồi. Chú ơi, chuyện này con chắc chắn 100%. Minh Khôi á đã nói cho con nghe rồi. Với lại cái chuyện chú nói á, Nhã Hoang không báo cho chú biết đúng không? Nhã Hoang thương cô chú như vậy, bây giờ báo cho cô chú biết rồi cô chú buồn, cô chú lo, làm sao mà nó dám báo được. Con nói rồi, bây giờ á là cái công ty đó đó Mạnh Hùng không còn làm việc nữa mà giao toàn bộ cho Minh Khôi. Con dựa vào đâu mà con dám nói như vậy chứ? Tại sao con biết? Chú quên con rồi. Con là Nguyễn Thanh Tuấn, 32 tuổi, security đẹp trai nhất chung cư này. Thôi, bảo vệ mà. Rồi. Cái điều đó chú biết. Ý của con là con làm bảo vệ nên là tất cả mọi chuyện trong chung cư này nằm trong lòng bàn tay của con. Nhưng mà cái đó, cái chuyện của người ta, con để làm chi vậy? Sao con nhiều chuyện quá? Chú nói con tổn thương lắm luôn á chú. Chú có biết là con chờ đợi chú đi ngang để con kể cho chú nghe mà chú nói vậy. Chú biết con rồi. Con làm bảo vệ cho nên con rất là quan tâm tới tất cả mọi người trong chung cư. Mà con thương nhiều nhất là Nhã Hoang. Chú nghĩ đi, bây giờ á Mạnh Hùng không đi làm, một mình Nhã Hoang phải hả lo cho chồng nè, cho con, cho mẹ chồng. Lúc đó là rất là áp lực rồi, sẽ ốm yếu, sẽ bệnh tật. Mà chưa kể nha chú, hồi xưa á, Mạnh Hùng với Nhã Hoang á là cũng vì áp lực công việc cho nên là tính ly dị. Mà ly dị rồi thì bây giờ Bảo sẽ ở với ai? Nếu như Bảo ở với Nhã Hoang nha là chú còn được gặp cháu. Mà Bảo ở với lại hả Mạnh Hùng là chú sẽ không bao giờ gặp được cháu đâu. Tại vì cô Hương rất là khó tính. Điều này thì chú biết rồi. Nhưng lần trước nó đã biết nó có lỗi, nó xin lỗi rồi. Chú chắc là không bao giờ nó để xảy ra lần nữa. Chú ơi, chú dễ tin người quá. Nó đã làm một lần rồi, sẽ có lần thứ hai, thứ ba, thứ tư và nhiều lần khác nữa. Bây giờ chú tin con đi, phải ngăn chặn cái việc này lại liền. Chứ không thôi cái người mà đáng thương nhất là Nhã Hoang đó chú. Bây giờ chú vẫn chưa tin đúng không? Điều này để chú xác minh lại rõ ràng. Chú không thể nào mà nghe một phía được. Bây giờ chú khỏi còn xác minh, con kể cho chú một cái chi tiết rất là quan trọng nè. Thôi. Bây giờ chú để ý đi. Mạnh Hùng á không có chuyện gì, không bao giờ xuống sảnh. Chú tin chưa? Nói vậy mà cũng nói được. Không có chuyện nó xuống sảnh làm cái gì? Trời ơi, không xuống sảnh có nghĩa là ở nhà riết. Mà ở nhà riết có nghĩa là nghỉ việc rồi. Bây giờ chú không cần kiểm chứng gì hết, chú tin con đi. Chú tin nó không bao giờ nó bỏ công ty. Thôi, chú không nói nữa. Để chú xác minh lại. Dạ, chú.
xác minh gì cũng được, nhưng mà đừng có nói con nha. Dạ, con chào Dương. Tới rồi đó hả? Dạ, mà con là Phú chứ không phải Hùng. Dương kiếm Hùng kiếm con làm chi? Tại vì Hùng nó nghe lệnh Dương triệu tập á, nó sợ quá, xong rồi nó nhờ con qua nè. Công việc của con lúc này cũng nhàn rỗi quá ha, chắc cũng giống Mạnh Hùng. Thì công việc con thì nó cũng vậy đó giờ mà. Dương hỏi tại sao hôm nay hai đứa không đi làm mà nằm nghỉ ở nhà? Hôm nay đâu phải là nghỉ, ngày lễ hay là chủ nhật? À thì thiệt ra thì con cũng muốn đại diện Hùng có chuyện này muốn nói. Thôi khỏi, khỏi nói ha. Dương biết hết rồi. Dạ. Dạ dạ cái gì? Dương hỏi tại sao hai đứa không đi làm? Thì tại vì Hùng thì nó nghỉ để phụ gia đình chăm sóc cho Gia Bảo. Tại vì cái này Dương thấy rồi đó, nhà có ai cho lo cho ông Bảo đâu. Thì bây giờ nó nghỉ để về. Mục tiêu nó là muốn tập trung tất cả cho gia đình. Nó nghĩ vậy là sai, sai hoàn toàn. Nó nghĩ vậy không phải là một thằng đàn ông. Một thằng đàn ông là phải đi làm ở ngoài, phải là trụ cột trong gia đình. Ủa? Dạ thưa chú, con xin hỏi chú, tại sao người đàn ông phải là người trụ cột của gia đình nè? Tôi mới nói mấy cái vụ đó đó. Ủa vậy tại con hỏi thêm một lần nữa, tại sao phụ nữ không thể làm trụ cột của gia đình? Phụ nữ chân yếu tay mềm làm được cái gì? Chú ơi, chú nói vậy là chẳng khác gì chú tát cho mặt con một cái mặt mạnh luôn á chú. Đi, tôi tát cho một cái. Chú, đây. Đừng có manh động, hồi im nè. Đây nè, chú quên rồi hả? Trong cái này nè, cô Hương nè, cô Dân nè, con nè, đều là những người phụ nữ là trụ cột gia đình, đúng không? Trời ơi, quá trời gì mà chú quên. Con nên nhớ cô Hương, cô Dân và con có những hoàn cảnh khác nhau hết, không có giống nhau được. Khác, con thấy có khác mấy đâu. Như là cô Dân thì bỏ chồng, cô Hương thì chồng bỏ, con thì con có chồng, có khác chỗ nào đâu. Vậy con thấy giống chỗ nào? Theo chú thấy là khác hoàn toàn. Cô Dân và cô Hương cực chẳng đã, mới quán xuyến tất cả chuyện gia đình. Nếu có chồng rồi mà còn quán xuyến gia đình nữa thì lấy chồng làm gì cho cực. Thì bây giờ mình bỏ qua cô Hương, cô Dân đi. Đây, con, nhân chứng sống, con vẫn là trụ cột của gia đình, con vẫn giúp đỡ cho gia đình của con là phụ nữ. Bởi vậy chung cư này họ nói không có sai. Họ nói con á, con là trung tâm gây rắc rối. Ủa gì tự nhiên nói con vậy? Thì con thấy đi, cô Dân và cô Hương cực như thế nào. Cho nên chú muốn ra mặt để khuyên nhủ Mạnh Hùng, đàn ông là phải trụ cột cho gia đình, là làm phải ra ngoài kiếm tiền lo quán chuyến tất cả chuyện gia đình. Vậy á, con đâu con nhảy vô con làm kỳ đà cản mũi à? Ủa là con kỳ đà cản mũi? Chứ ai? Dạ, con đang phân tích với chú là cái nào đúng, cái nào sai. Sao tự nhiên nói con cản, con có cản ai đâu. Cái chuyện đàn ông là phải ra làm ở ngoài, không có chuyện mà rú rú trong gia đình được. Ủa, hay vậy đi. Vậy nè, chú phân tích cho con nghe, công việc của đàn ông là cái gì, công việc của phụ nữ là cái gì. Sao ở nhà không được, chú kỳ quá. Ví dụ như Mạnh Hùng đi, nó ở nhà đi, là Mạnh Hùng nó cũng giúp đỡ cho gia đình nó cũng phụ mẹ nè, cũng phụ vợ nè, chứ phải ngồi không ngủ thằng nè. Ngày nào cũng ngủ chú chửi đúng không? Thấy nó cũng làm thôi, nó không làm. Chú nhắc lại một lần nữa, đàn ông là phải ra ngoài kiếm tiền để mà quán xuyến tất cả những chuyện tiền bạc trong gia đình, còn cái chuyện ở nhà là có thể phụ nữ làm được hết. Chứ không có thể đàn ông mà ở nhà ở suốt ngày ở nhà mà để cho phụ nữ ra ngoài làm như vậy. Thôi, con không có tranh luận với chú nữa. Nói chung á, con thấy cái quyết định của Mạnh Hùng á là đúng, không có sai, ủng hộ. Kết luận lại, tôi sẽ rước Nhã Quang về. Ủa? Không cho nó ở bên đó nữa. Ủa chú muốn người nó ly dị hả? Chừng nào mà anh Hùng nó đi làm đi rồi qua đây gặp tôi. Chú bình tĩnh. Chú có biết chia rẽ người ta là tội ác không chú? Vậy các con có biết để một người phụ nữ quán xuyến chuyện gia đình, kiếm tiền nuôi về hết cả gia đình, đó là tội ác không? Thưa Dượng, thưa chị, cho con nói xíu được không? Đang nói chuyện. Ý kiến một xíu thôi. Nói đi. Mạnh Hùng bây giờ nó về nhà làm, nhưng mà nó vẫn có cổ phần ở công ty. Đồng nghĩa bây giờ Mạnh Hùng không có làm việc ở công ty, nhưng mà cuối tháng vẫn có tiền. Tiền đó là tiền cổ phần của công ty. Và ngoài ra thì Mạnh Hùng nó thu xếp công việc ở công ty, bây giờ nó về nhà để nó làm. Bây giờ về nhà làm cũng như là làm ở công ty.
Có nghĩa là bây giờ Hùng nó ở nhà nhưng mà nó không có thất nghiệp. Giờ hiểu không? Như vậy là nó vẫn còn đứng tên và làm việc ở công ty. Dạ đúng. Nhưng nó đem công việc về nhà để làm. Dạ đúng luôn. Có nghĩa là không rút. Không có rút gì hết á. Vẫn còn công ăn việc làm đàng hoàng. Ây da, vậy mà Dượng cứ lo. Nó trở trứng như lần trước. Không 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 Dượng ơi. Lần trước là Mạnh Hùng ngày xưa thôi. Còn bây giờ là Mạnh Hùng phiên bản nâng cấp, phiên bản trưởng thành, người đàn ông của gia đình rồi. À có nghĩa là trách nhiệm của nó càng cao hơn. Dạ đúng. Đó chú thấy chưa, con nói rồi Mạnh Hùng không có vô dụng như chú nghĩ đâu. Rất là có dụng. Ủa ủa, mà sao chuyện của gia đình chú mà sao con cứ xen vô hoài vậy hả? Thì con thấy bất bình con vô chứ có nhiều chuyện gì đâu. Nín con nói nhiều chuyện. Còn con thì Mạnh Hùng nó tâm sự với con. Với lại con cũng phải có trách nhiệm với gia đình chứ. Thanh Tuấn ơi là Thanh Tuấn. Ủa? Chuyện này con chết chắc với chú rồi. Thanh Tuấn. Cô leo leo. Leo 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 leo. Vô đây vô đây vô đây. Vô đây. Im cái mồm này. Im cái mồm gì nói suốt. Ôi. Cô kêu tên tôi hay cô chọc quê tôi vậy? Leo leo lại leo leo vô im. Leo 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 lại vậy cái gì? Tại vui quá nên lẹo lưỡi. Nhớ cái vụ hôm trước tôi nói với cô không? Nhớ không? Ê. Thôi thôi thôi, xí xí. Nhưng mà không được, tôi không có chuyện đâu nha, không được. Trời có gì đâu có chuyện. Tôi á thì nói nào cũng ngay. Cái gì không có chứ cái điều kiện của tôi là nó dư thừa. Ồn. Ừ. Cô á, suốt ngày cứ gây tôi hết bất ngờ này tới bất ngờ kia. Bởi vậy ta nói nhìn cái mặt là tôi biết khoái rồi mà ở đó cứ hả nũng na nũng nịu, nũng na nũng nịu. Thôi. Gì? Nhưng mà tôi khó tính lắm á, tôi nghiêm túc lắm. Tôi không phải là người dễ tính đâu nha. Phải đưa. Khó tính phải không? Đúng rồi. Cho coi hàng một cái á là ta nói dễ tính liền. À, ok. Dạ. Bự dữ hả? Tôi nói rồi, cái size này nó mới vừa cô. À, đúng ý tôi. Ngại quá. À, có lại không? Có lại không? Ngại quá. Thấy không? Tôi đến cái size này là vừa cô luôn á. Người ta nói cái gì mà có cái bài hát gì vậy? Dạ. Lúc sớm em đi làm sớm em sẽ cười cho xem. Thôi đi. Hai cô có biết hả? Nãy giờ hai cô nói chuyện rất là đen tối không? Đây là một cái quán xanh sạch đẹp, văn minh lịch sự, cô có hiểu không? Chú bước vô như một cơn lốc màu da cam vậy chú. Đúng rồi đó chú. Ủa? Ai nói gì đâu mà tự dưng đen tối bậy bạ. Ờ. Ừ. Cái gì nữa? Là sao? Là sao gì? Tự nhiên vô nói gì bậy bạ. Bậy bạ. Nói gì? Ai làm gì đâu tự nhiên bậy bạ. Còn cô nữa. Ôi trời ơi. Bữa giờ tôi rất là bực bội cô. Hôm nay tôi nói chuyện cho cô rõ. Không phải là tôi khó, nhưng mà người lạ khi ra vô chung cư này làm ơn báo cho người ta xuất trình giấy chứng minh cho bảo vệ. Rồi đi đâu trong chung cư làm ơn báo cho một tiếng. Chung cư có quy định của chung cư. Hai cô cứ cho người đi ra đi vô, đi ra đi vô tự nhiên. Rồi người bị chửi là ai? Tôi nè. Từ hôm bữa giờ tôi cứ nghe điện thoại bị chửi liên tục. Tại sao tôi phải khổ như vậy hả? Thôi chú ơi, chú bị chửi là đúng rồi. Trời đất ơi, làm công việc gì đâu mà hả kỳ cục. Tự dưng á, hồi xưa giờ người ta ra chung cư bình thường. Ừ. Bây giờ ra vô cái hả bắt đầu kiểm tra này kia nọ làm khó người ta. Ồ, không cho người ta ra vô, bây giờ còn lại đây còn trách móc gì nữa. Đúng rồi. Thôi mất vui rồi, tôi đi về. Cho, đi về ạ? Cho cô ngồi đây nói chuyện cơn lốc xoáy màu cam đi. À, tôi đâu có rảnh đâu, tôi cũng bận gì mà tôi đi về. Tôi coi cái hàng bự. Mà tự nhiên nói bự bự. Gì bự? Không lẽ nói bụng mình bự? Cái gì vậy? Từ từ. Mừng quá qua đây báo tin cho chú chứ. Tin gì? Cái chuyện bữa hổm con nói với chú đó là bây giờ con chuẩn bị xong rồi. Cái gì ta? Liêu Liêu Ngọc cũng chuẩn bị xong luôn. Hôm nay chú coi quán giùm cho cô Hương. Mà Liêu Liêu nói còn sao, nói rõ cụ thể coi. Thì nói tóm lại á là Liêu Liêu nói là Liêu Liêu chuẩn bị rồi, to lắm, bự lắm, bảo đảm cô Hương thích. Đúng là lòng tham vô đáy mà.
Chú không có nên nói như vậy. Nói như vậy mà nghe lại một cái là lấy lợi luôn á. Biết rằng như vậy con cũng nói đúng. Đúng. Bây giờ trước mắt mình cứ giả bộ thân thiện đi. Dạ. Để vui vẻ với nó đi. Dạ. Chứ làm phật lòng nó mất công mà đủ thứ chuyện. Đúng rồi, chính xác. Mà cô Hương cũng chuẩn bị mấy thứ để mà nhờ con tư vấn. Đây, đưa con coi đi, con tư vấn cho. Trời chứ gì, cái con có mắt thẩm mỹ lắm. Đây nè. Trời ơi, cái hộp là thấy là ngon lành rồi nha. Trời đất ơi, cái gì mà nó tím rịm vậy chú? Tím rịm, tím xiêm luôn á. À thì người ta tư vấn nói phụ nữ nó thích mấy cái loại này lắm. Trời ơi, phụ nữ mà cái này là phụ nữ hồi thập niên ở đâu 70 gì á. Trời ơi, cái gì mà nó sến, thiệt là sến luôn á. Ai đâu mà đeo mấy này. Nó giảm giá 50% lận á. Giảm 50%? Ừ. Thôi chết rồi, hèn chi. Giảm 50% là đúng rồi. Cái màu đã sến mà cô nghĩ là ha, xài vài bữa ha, ta nói ngứa, gãi chóc da luôn. Trời ơi, không chừng là hàng dởm rồi. Thôi giờ để chú nói lại với cô Hương. Đúng rồi, nói lại đi. Trời, con thấy con không ưng miếng nào trơn rồi. Trời ơi. Ok, tới. Trời đất ơi, cái gì vậy? Cái con bé này. Ừ? À, thì con cứ ngồi thoải mái đi. Cứ ngồi thoải mái đi ha. Bây giờ con uống gì? Để chú vô chú làm. Quán nước này của cô Hương mà phải của chú đâu. Thôi mà nếu mà chú phai, chú cứ lấy con ly nước cam đi. Xong cái vụ này đi. Chết với cô Hương. Dạ. Không, chú nói phong lông trong miệng vậy thôi. Đâu gì đâu, trời, vui vẻ với nhau, gì đâu. Dạ. Nè, nói nghe nè, mấy bữa nay thấy làm sao trong người? Tôi có thai đâu mà thấy làm sao chứ không sao. Cô này vui tính ghê, ý người ta hỏi á, hổm giờ cô có bay đi tìm mật không? Trời đang trong xanh nè. Tôi đâu phải ông đâu mà đi tìm mật. Nữa, hồi xưa cô không có đi học hay sao hết chứ. Ở trong cái dân học á, người ta gọi đây là cái phương pháp mà mượn cái hình ảnh khác mà để dí cái hình ảnh khác nữa. Ta gọi là ẩn dụ, hiểu không? Mật là cái gì? Mật là tiền đó. Trời ơi, tức ghê. Để cho người ta nói ra nó phô thì phô. Hay quá, cô so sánh kiểu đó, không biết. Thì coi như cái lúc đó là cô giáo là dạy tôi lộn cái khác đi. Thôi mệt quá, bao nhiêu tiền nè. Thấy nhỏ thôi nha. Ờ. Tiền không có nhiêu hết trơn á. Mà quan trọng là biết điều á. Trời, nhỏ quá. Trời ơi. Ly nước cam biết điều đây. Mời khách quý uống lấy thảo. Dạ, chứ quán thì không có tính tiền. Ừ, uống đi. Không có tính tiền hả? Ừ. Mà người ta nói là của biếu là của lo, mà của cho là của nợ. Mà cái ly nước đây là 25.000 đồng. Chú biếu cho con có nghĩa là con đã nợ chú. Vậy thì chú muốn con giúp cái gì? Thì có mấy chục ngàn à. Ừ. Chắc cô Hương cũng không dám nhờ con gì đâu. Thì đúng rồi, có nhiêu tiền đâu mà cho với nợ gì cũng biết nữa à. Chú đưa luôn. Cái này con coi thử coi. Đó. Cái coi nó đẹp không? Đâu, mở ra giùm tôi đi bà. Trời, tôi coi tôi thiệt luôn á. Tôi nãy thấy tôi còn hết hồn, đừng nói bà. Trời. Sao? Chê giống con lại. Con nói cái kiểu nó xinh. Không có, chưa nói mà. Oh my god, gu của con. Trời đất ơi. Trời ơi bà diễn có tâm lý ngược không? Trời, tôi thấy bà. Tôi tưởng bà chê đồ, ai ngờ bà thích hả? Ý là gu của con là gu của con lấy về con cho má con á. Má con thích cái này lắm. Vậy hả? Đúng vậy, rồi. Vậy thì gu gì xinh gợn vậy? Cô Hương tặng cho con á. Gửi con hả? Tặng cho con không nhận đâu. Không nhận đâu, kỳ lắm. Trời ơi, thiệt cho con mà. Ê, cái tay không nhận mà hơi bấu hộp quà ha. Cái tay không nhận mà hơi bấu. Mình không nhận là mình để xuống dưới đây nè. Tại vì con thấy chú có lòng. Chú muốn gửi cho con, chẳng lẽ bây giờ con nhận thì không nhận thì sợ chú buồn. Cho nên là tại vì con sợ chú buồn thôi nên con mới nhận. Chứ trời tính ơi, con không thích nhận quà của ta đâu. Con người dễ con nợ sợ người ta không thích. Biết sao không, nợ có ly nước cam 25.000 thì sợ nợ. Còn nợ hả, nguyên một cái của đó, của bự vậy đó, không sợ nợ đâu. Im đi, im. Con người gì mà dễ sợ. Cầm lẹ. Ê, giấu giùm mình. Đừng nói vậy nha, biến thay nhà là chết không chết hết. Chồng con đâu? Chồng con á? Chắc đi chợ rồi. Ừ.
Tại sao chồng con làm cái gì mà con không biết gì hết là sao? Cái vụ này tôi có ý kiến. Có chuyện gì? Chú Lý, chú nói câu đó là tôi thấy nó sai sai. Tại sao sai? Đúng. Đâu phải chuyện gì vợ chồng cũng biết đâu. Đúng, đúng rồi, chính đúng xác đúng đây nè, tôi nói nè. Bây giờ không nói ở đâu ngứa làm sao biết gãi. Đúng chưa? Đúng. Dạ thưa các anh chị, nó vừa gây ra một chuyện rất là động trời. Cái trời gì? Đất ơi, động trời hả? Làm bảo vệ sao mày gây chuyện động trời? Mà làm ra chuyện động trời. Chuyện gì? Không lẽ nó để cho ăn trộm đột nhập vào chung cư? Chú bậy nữa. Bảo đã là bảo vệ thì không thể nào để cho ăn trộm đột nhập vô. Chỉ có trừ khi là thông đồng với trộm thôi. Cái miệng của cô á, quá được, cái miệng của cô là thiệt tình á. Mà thì đúng mà. Im đi. Cuối cùng là chồng con làm cái gì? Nó thông đồng với tất cả các bảo vệ khác trong chung cư, cho người lạ ra vô. Sai quy định của chung cư và sai quy định của ban quản lý đưa ra. Chú Lý à, tôi nói cho chú nghe, thật ra quy định là quy định. Quy định đặt ra để làm cái gì? Quy định đặt ra để dành cho những người cố tình vi phạm. Những người mà họ đã phạm, những người mà muốn vi phạm á, thì họ nhìn cái quy định đó, họ sợ, họ không dám làm. Đúng thì rồi. Bây giờ chung cư mình mà, cứ để cho họ thoải mái, những người tốt mà, để cho họ thoải mái đi ra đi vô chung cư, nó mới là nơi tự do chứ. Bây giờ mà chú bắt người ta sống rập khuôn quá, người ta sống không có nổi đâu. Đúng rồi chú ơi. Thoải mái đang chút xíu đi. Tôi thấy ba người hơi lạ lạ. Ủa lạ gì? Đâu có gì đâu lạ. Đừng qua mắt được tôi. Thường ngày ba người như nước với lửa. Hôm nay tự nhiên cả ba hợp lại với nhau như một bộ ba ăn ý. Không có nhau. Im lặng, trả lời cho tôi biết. Chuyện này có liên quan tới ba người không? Không. Tôi khẳng định tôi không có liên quan tới. Tôi là càng không nha, tôi sống trong sạch từ sau trong ra ngoài nha. Đúng rồi, con là con người đơn giản, người ta nói gì là con không có làm, không dám làm, không dám làm cái gì hết, con đúng không rồi. Làm cái gì hết. Đúng được rồi, tôi sẽ đuổi việc Thanh Tuất. Ê, chú! Đâu hả, Lương Nhân? Chú Lý, cùng là cư dân mình mà. Đúng rồi, có chuyện gì thì từ từ ngồi xuống uống nước, miếng nước, ăn miếng bánh rồi mình giải quyết nha chú Lý nha. Tóm lại, có chuyện gì? Nói cho tôi biết. Ví dụ này á, tôi sẽ đuổi việc. Con nói mà, tất cả là lỗi của con hết. Ủa là sao không hiểu gì hết? Thì từ cái ngày mà đưa ra mấy cái nguyên tắc đó, lúc nào cũng hả đi vô là phải xuất trình giấy tờ nè. Đúng rồi. Đi gửi xe là phải có người dẫn vô, phải có người đưa giấy tờ thì mới cho vô. Thì làm cho mọi người khó khăn luôn, như tiệm nail của chị Jessica nè, quán cà phê của cô Hương nè, ế ẩm ế ơ luôn, không ai vô luôn. Đúng rồi. Bữa giờ tôi cũng đau đầu về cái chuyện này, cho nên sẵn có dịp này á, tôi nói ra, sắp tới tôi sẽ kiến nghị lên có một cái khu riêng dành cho giữ xe khách vãng lai. Sau đó mình sẽ thu tiền, rồi tiền đó mình sẽ trả công cho những người nhân viên bảo vệ cái khu đó, được chưa? Quá hợp lý luôn. Nếu mà chú làm được như vậy á, thì tất cả các hộ kinh doanh ở cái chung cư này á đều biết ơn chú. Bây giờ tôi sẽ lên ban quản lý, ban quản trị tôi họp cái chuyện này lại, rồi đưa ra đề xuất, rồi thông báo với lại mọi người sao. Dạ, cảm ơn chú Lý. Nói chồng con muốn á, chuyện gì cũng phải báo lên ban quản lý, không phải qua mặt được nghe chưa? Dạ, cảm ơn chú Lý. Trời ơi. Giờ mà chưa tới nè. Chờ người yêu mà sao mà đứng ngồi không yên vậy em? Đâu có đâu chị. Trời ơi, chờ bạn diễn mà bạn diễn thấy ghét lắm kìa. Thấy ghét sao mà diễn chung chi vậy? Trời ơi, cũng xui thôi à. Chị nghe em nói là chị thấy hên nhiều hơn xui nha. Chị chọc em hoài, nghĩ sao đâu mà hên. Em thấy xui không mà chứ hên đâu. Trời ơi, hẹn mấy giờ, giờ mới tới, biết canh giờ giấc không vậy? Biết rồi, nó nhiều quá. Tập đi, chứ ngày nào cũng vậy, chừng nào xong. Vợ hôm bữa là đánh vợ mày ít đánh lại. Không, vợ không làm vậy nữa. Chứ làm sao nữa? Để tôi làm. Làm gì? Bây giờ nghe tôi đi, bữa cãi bị sai đúng không? Trời ơi. Trời, chứ chừng nào tập như mới xong. Mới xong gì chị coi đó, giờ sao? Hai đứa sao, hai đứa tập gì? Đó, thôi, bây giờ nè, nhờ chị Hoan chỉ đi. Tại dù gì chị cũng là nhân viên,
được không? Rồi, nhưng mà hai đứa muốn tập giỡn sao? Là tình yêu học trò, tình trong sáng, sức mướt. Ờ, tình yêu học trò trong sáng, sức mướt. Nãy giờ tập chưa? Thì chỉ lộn quá trời đó. Nãy giờ chị tưởng là hai đứa tập dở bạo lực gia đình không á. Nè, chị nói cho nghe, nếu như muốn tình yêu sức mướt, tình yêu trong sáng đúng không? Thì mình phải hóa thân như nhân vật, chứ không phải là mình nữa, hiểu không? Mình hóa thân như nhân vật, mình là nhân vật đó đó, chứ phải là mình là mình. Cãi lộn vậy rồi biết khi nào mới vô. Rồi bây giờ chị chỉ cho nè. Rồi giờ hai đứa qua đây ngồi đi. Đó, hai đứa qua đó ngồi. Tưởng tượng cái đó là cái đây, ngồi đi. Nè, tưởng tượng là cái này là cái ghế đá ha, tưởng tượng là ghế đá đây ha. Rồi em đứng em đợi người yêu. Đứng. Em quên nhầm, em ngồi ha. Rồi, em ngồi em đợi người yêu, còn em rồi, em ra em lấy bình bông đi. Em lấy cái bình bông đó. Rồi một tiếng nữa em tới, em tặng cho bạn gái của mình, hiểu không? Rồi bây giờ 2, 3 action nha. 1, 2, 3, action. Ủa em, em đợi người yêu mà làm gì mặt em nhăn nhó như vậy? Tông xấu mà nó lại tiếng lần lại em nữa, em không thích. Khó chịu vậy sao em làm? Không được. Trời ơi em, giờ yêu nhau không lẽ đứng cách xa 2 mét rồi cái bông này mình tượng trưng thôi, em hiểu tượng trưng. Hiểu không? Okay. Rồi bữa mình diễn mình mua cái bông đẹp hơn, hiểu không? Rồi 2, 3, action. Thư. Cái gì? Tôi có này tặng Thư nè. Này tôi cũng tìm kiếm mua dữ lắm á. Tôi mong đây cũng là một món quà để mà khi mà tôi ở đây Thư á tốt nghiệp để còn giữ làm kỷ niệm. Nè, tặng Thư. Sớm luôn nổi ấy thôi. Cái gì sớm? Không làm được mấy này. Sớm quá, thường ngày chứ nói mấy cái này đâu. Chị thấy chưa, vậy sao mà tập được? Trời ơi, có gì đâu mà sớm, chị thấy được mà. Trời ơi, học sinh học trò mà không làm vậy được chứ. Trời đất ơi, đó là tại vì trong lúc mà người ta yêu, những cái lời nói người ta nói ra thì mình sẽ thấy ngọt ngào, dễ thương. Đó là tại vì mình yêu, cho nên là vậy đó. Còn em là em có ác cảm với nó rồi, nó nói cái gì em cũng thấy sến hết trơn á. Vậy hả chị? Em phải nhớ là em hóa thân như nhân vật, hiểu không? Hóa thân như nhân vật. Rồi. Rồi, hóa thân nè. Đây, tặng Thư. Ôi. Thôi mẹ. Vậy được chưa chị? Ừ. Em làm gì em đánh vậy? Tại em không thích. Lúc nào cũng vậy chị. Tập dạ. Tập lúc nào yêu nhau cũng tập cái là đánh, tập cái rồi, là rồi đánh. Hai đứa đánh nhau đi. Rồi đánh đi. Trời ơi, cái gì đánh thiệt hả? Tập vậy rồi biết khi nào mới sao. Nhìn cái mặt nó em không vô được. Thiệt luôn, tôi bó tay hai người này luôn á. Đó, rồi bây giờ quýnh nhau đi, quýnh đi, quýnh. Tự nhiên mày, cái gì vậy? Chị kêu. Ủa? Mất mệt à. Cái gì vậy, suốt ngày cứ cãi nhau là sao? Hả? Tôi đã cử một cái người rất là giỏi tới đây rồi. Tôi đã cài cắm một cái giáo viên, một ngôi sao để tới dạy diễn cho tụi em, mà tụi em vẫn gây mất trật tự là sao? Tại đây nè, tại Thư hết á anh. Bây giờ em tặng mà cũng đánh. Chỉ sao cũng đánh, kêu đánh là đánh nè. Bây giờ đánh lắm. Đừng đi học nữa. Sao vậy? Đi làm giang hồ đi. Thôi. Em thấy cái gì mà con gái mà suốt ngày đánh đấm người ta vậy? Đâu có cái... Con gái phải thùy mị nết na lên chứ. Mặc dù là biết là mình không thích, nhưng mình đang diễn xuất, mình phải gọi là gì, quá thân gì? Quá thân vào nhân vật. Đúng rồi, mình phải quá thân vào nhân vật, hiểu không? À, nhưng mà anh, tự nhiên anh nhìn cái cặp này, tự nhiên anh nhớ tới em với Mạnh Hùng ghê nha. Trời ơi, lại mắc cỡ. Trời à, anh đau quá, đau. Hồi xưa lúc mà em tập kịch với anh Hùng em đâu có đánh như vậy đâu. Em đúng. Ngọt ngào hơn nhiều. Đúng rồi. Đúng không? Sau đó là tạo nên một cái... một cái kết quả tốt đẹp và đó là cái tình yêu của tụi em. Đúng rồi. Anh Hùng ngày xưa cũng có diễn kịch luôn à? Đúng rồi. Ê, diễn đúng cái mùa này luôn nè, cái mùa này của trường luôn nè. Ờ ha, mà, anh nhắc em mới nhớ luôn á. Mà nhớ không, hồi đó là lúc mà em tập kịch á, em thấy tội lắm. Trời ơi, em là phải vừa viết kịch bản nè, rồi vừa làm đạo diễn nè, vừa chỉ cho Hùng diễn nè, rồi chưa kể là phải nấu ăn, rồi mua nước tẩm bổ cho Mạnh Hùng nữa đó. Ơi, nhớ lại hồi xưa em dễ thương ghê luôn. Thì nhờ vậy mới lấy nhau. Bởi vậy. Trời ơi. Mà giống hai đứa này cũng đẹp đôi vậy á. Nhưng không, nhưng mà hai này nó cãi nhau hoài à. Không có đẹp đôi. Sao em thấy mọi người ai tập kịch cũng có kỷ niệm chứ. Vui. Còn em á, xong cái mùa kịch này là quên hết. Đúng rồi, anh nghĩ là gặp anh em cũng quên chứ, tập kịch mà bạo lực quá. Thôi giải tán đi, bây giờ em lên xin cô là nghỉ đi, đừng có đi nữa. Em cũng nên xin, em đi xin nghỉ. Thôi xin lỗi, tập đi. Mấy lớp khác nó tập hết trơn rồi, giờ còn lớp mình á. Ủa? Tôi với ông á. Bây giờ mới biết có lỗi hả? Xin lỗi. Xin lỗi ngang vậy là xong á.
Rồi cãi nữa, rồi cãi nữa, xin lỗi cũng cãi. Ờ, xin lỗi thì bây giờ anh thấy không? Thấy sao? Tôi là tôi thấy cô kỳ á. Cô con gái mà sao suốt ngày cô cấu câu có khó chịu. Cái mặt em nha, em xin lỗi đàng hoàng vậy mà anh... Đàng hoàng gì, cái cơ địa, cái mặt nó kỳ lắm. Thả lỏng đang mình nói chứ, điều mới lên khang. Xin lỗi nha. Mình hung một cái. Thôi trời ơi, thôi em không chịu nha, em không chịu nha. Thôi bây giờ mình bận rồi, anh nhớ là anh phải đi trực. Rồi. Em có bận đúng không? Đúng rồi. Mình đi làm đi, để cho tụi nhỏ làm kịch. Em quên mất. Kỳ quá. Thôi chị đi nha. Điều mến lên nha. Dạ. Khang. Có chuyện gì á thì gọi hỏi chị nha. Có gì gọi gọi anh luôn nha. Dạ. Nhớ nha chị. Nghe nói gì chưa? Biết rồi. Làm thì gì? Tập đi. Thì nói có gì muốn nói không? Thì xin lỗi. Bây giờ lo tập kịch đi cũng trễ rồi đó. Xin lỗi xong thôi hả? Giờ muốn gì? Thì cũng phải bồi thường thiệt hại bữa giờ này đánh còn đỏ luôn nè. Thì tao đi ăn. Ăn gì? Tổ. Cá viên chiên, món quen thuộc. Ủa tự hỏi tự trả lời luôn. Tôi thích ăn kem. Ăn kem không? Hả? Trời ơi, đi ăn kem. Chẳng đi nè. Đi. Chết trả lại cái bông. Ủa chị Lan. Ừ, chào em. Chào chị. Đi học mới về hả chị? Mới về rồi. Trời ơi, không phải đi học riêng không đâu, em là đi thu thập tin tức đó. Trời đất ơi, bà còn nhỏ xíu à, bà không lo bà đi học, bà đã thu thập tin tức. Trời ơi, chứ sao chị? Mãi vụ gì? Làm gì vậy? Chuyện này dữ lắm, không có nói đâu. Dữ lắm hả? Ê, nói nghe nè. Mình á, đi học mình lo mình tập trung mình học nha. Chứ mình lo mấy cái chuyện đó đi học á, nó học nó không có vô được cái đầu mình á, em hiểu không? Trời, em vô chứ chị. Trời. Vô hết á. Vô là giờ tao thấy cái mặt mày tao thấy vô rồi đó. Hiểu không? Dạ, đi học á thì kiến thức em trao dồi, nhưng mà tin tức á là em thua thập. Kiến thức em trao dồi, tin tức em thu thập. Dạ. Rồi ba thu thập được cái gì kể nghe coi. Bà chị, em kể chị chuyện này, chị đừng nói ai nghe nghe. Nhỏ kể như kể chuyện ma, cái gì nói giọng dạc, mình gái lớn rồi, nói chuyện phải to, rõ, đàng hoàng, nói đi. Dạ. Chị giữ bí mật cho. Thì em thấy chị dễ thương em mới nói đó nghe. Trời, nhỏ này khéo nhìn nha chị thiệt nha, ở cái xóm dạ. Này nè, cái chung cư này nè. Ai mà có cái chuyện buồn, chuyện vui gì cũng kiếm chị hết trơn á, chị là cái người kín miệng. Thiệt hả? Yeah. Chị nói thiệt, em nói đi, không bao giờ lọt tới tay ai hết. Tùng Khang có rớt, ngồi ngắm nhỏ đó suốt trong giờ học á. Thằng này sao khùng thế ta? Nó nghe nè, ở nhà bộ nó bị bỏ đói hả? Sao vậy? Đi học đem cà rốt theo chi? Cà rốt gì? Cà rốt. Rớt. Rớt. Chị ơi, vậy? Cái từ đó mình nói cái gì mà mình nói nó nhẹ lại được không? Nó là cái gì? Là người thương thầm của Tùng Khang đó chị. À là cái người mà cái Tùng Khang để ý. Đúng đúng đúng. Trời đúng. Nói đại vậy đi trời, cái gì mà rít gì mà ê, vô trong mặt người ta vậy dạ. Đó. Dạ em biết cảm nhận rồi. À mà chị, chưa hết đâu. Nó còn lấy bánh, lấy đồ á, lấy bỏ vô học bàn của nhỏ đó đó. Mà nó bỏ cái gì vô học bàn? Trời ơi, bún đậu mắm tôm. Trời, cái thằng này dở nữa. Trời ơi, cô gái lần đầu để ý người ta bỏ cái gì thơm thơm vô, bỏ bún đậu mắm tôm gì đâu mà nghe vậy mà thích. Cuộc tình này nó thúi rồi, thúi quắc rồi. Thúi quắc hả chị? Ừ, cuộc tình thúi quắc rồi. Chị mà dở quá. Chị này nó chết. Chết cái gì? Chị nói em nghe. Dạ. Trời ơi, thấy như vậy á, nãy giờ chị nói giỡn thôi chứ mấy đứa nhỏ nó yêu đương dễ thương lắm. Chị nhớ lại cái tuổi học trò chị xưa yêu đâu có được vậy. Dễ thương cái gì chị? Dễ thương. Trời ơi, sắp tốt nghiệp rồi, không lo học mà lo yêu đương. Chị nói em nghe nha. Người ta nói á, học mà không yêu là đánh rơi luôn cái tương lai đó em. Ủa, em đâu có rảnh đâu chị. Em bận học dữ lắm rồi ơi. Trời ơi, bà không rảnh. Bà bận học lắm mà suốt ngày bà đi moi tin tức của người ta, dễ sợ thiệt. Thôi bây giờ trễ rồi em đi về nha. Ừ, tiếng hồi chị Yến chửi nữa. Trời đi ơi, về nha. Ừ, về đi. Trời, công nhận bá nhiều chuyện nhỏ này cái nết nó giống tôi nè. Được, mai mốt mình có nhỏ em này nhờ để thi thu thập thông tin giùm mình đỡ phải tốn công tốn sức. Cái gì? Là thiệt đó. Trời ơi, không thể chấp nhận được. Ừ. Nhưng cô chấp nhận được hả? Hả? Cô thấy bây giờ nè,
mấy đứa học sinh á, chuyện tình cảm của tôi nó gọi là gì? Tình cảm học trò đó, đó là bình thường, không có gì hết trơn á. Cô ơi, cô ơi, bây giờ là cô lớn rồi, cũng có cháu luôn rồi, cô lên chức bà rồi, cô phải thay đổi suy nghĩ một chút đi. Bây giờ yêu đương mà học là không bao giờ được. Sai lầm. Con thấy con Nhã Hoang với Mạnh Hùng không? Đó, Nhã Hoang Mạnh Hùng người đó đó, tụi nó cũng quen nhau thời học sinh vậy. Nhã Hoang nó đốc thúc Mạnh Hùng nè, lúc nào nó cũng động viên cho nên Mạnh Hùng nó học giỏi hơn đó, không nhớ hả? Vậy là cô quên rồi. Cô quên cái chuyện mà Gia Phú theo đuổi Nhã Hân mà xém nữa mất cái học bổng. Trời ơi con ơi, học tài thi phận đâu có đổ thừa cho Nhã Hân nhà cô được. Nhưng mà cô, con nói là bây giờ yêu mà là học là hai cái đó không thể dính với nhau được, phải tách rời ra, đúng không? Đúng không? Nhưng mà tôi nghĩ là hai đứa nó chưa có yêu đâu. Cô thấy mấy đứa học sinh á, bây giờ là tụi nó giống như là tình cảm, cho tụi nó tình cảm chút xíu đi, cho nó vui vui chứ không có chuyện gì quá đáng đâu. Cô ơi, cô nói bây giờ cô vui nha, rồi sau này cô khóc. Sao khóc? Bây giờ là nó chưa có gì hết, mình ngăn chặn nó liền. Chứ để sau này khi mà nó phát sinh tình cảm rồi, nó mến tay mến chân rồi, nhiều khi nó ăn cơm chứ kẹn nữa đó. Ê, đừng có nói tào lao. Thằng Khang của cô nó không có vậy đâu, nó bản lĩnh lắm. Có vậy, mỗi đứa mỗi khác. Không đúng nha, cái này là con đồng ý cô Dân nha, mỗi đứa mỗi khác nè, anh nhớ không? Tôi cho ví dụ rất là rõ ràng luôn. Nhã Hoang và Nhã Hân đúng. Hai đứa hoàn toàn khác. Nhã Hoang là cưới xong rồi mới có bầu. Còn Nhã Hân á là có bầu trước cái cưới, anh nhớ không? Đúng anh rồi, ăn cơm với kẻn lại đó. Là ăn cơm với kẻn cũng là yêu nói nhau đó. Cầm ly nước tạt cho mặt cô luôn đi. Dạ, có cần mà nói cô. Mà nói cái chuyện đó mà nói trước mặt tôi không? Công trời ơi. Ơi, biết rằng cái sự thật như vậy rồi, nhưng mà sự thật nó không, đừng có phủ phàng quá. Dạ xin lỗi cái chuyện giờ. Nó qua rồi đừng nhắc lại nữa. Thì nói chung là tụi con cũng đang đưa ra ví dụ để cho cô thấy cái sự nghiêm trọng, cái hậu quả của cái chuyện đó, yêu trong lúc đang học đó. Con sợ cái con đường học hành của Tùng Khang nó không có đi lên đường, nó yêu nó sa sút rồi lỡ đó hả, nó bị đau buồn rồi khi mà bị từ chối nữa cô, là nó sẽ trội, tinh thần không ổn định đâu. Cô rất là yên tâm ha, nên cho nên cô ủng hộ nó ha, phải để cho nó phát triển tự nhiên đi ha, đừng có ngăn cản cái tình cảm của nè, ngăn cản một cái đứa mà nó đang phát triển tình cảm, nó đang gọi là cái gì ta, nó đang phát triển tâm lý mà mình ngăn nó lại, đó là cái chuyện xấu, không được đâu. Trời ơi, nhưng mà bây giờ làm sao đây để cho tụi nó phải có khoảng cách với nhau chứ, mà để gần nhau vậy con nghĩ thế nào, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ê, nè, gặp con nè, quên nữa, con dạ. Học chung với lại Khang phải không? Dạ. Đó, cho con hỏi coi cái tình cảm của Khang ở trên lớp nó quen như đứa nào, con nhỏ đó như thế nào? Đâu biết gì đâu. Thì Ấp úng, có vấn đề. Có không? Mới chớm nở rồi cô. Mới chớm là chặn liền, không có để nó nở, dập nó tàn liền cho tôi. Cái gì sao dập vậy? Chứ còn cái gì nữa, bây giờ khai ra chuyện đó là sao? Thì đó, ấp úng không? Sao đúng? Con nhỏ đó học giỏi không? Cô ơi, nếu mà học giỏi thì đâu có yêu. Mà nếu không yêu thì Tùng Khang sẽ buồn. Lúc mà nó buồn nó sẽ học hành sa sút, tinh thần nó không ổn định, là lúc đó nó sẽ bấn loạn, nó sẽ hả không nghe lời ai hết. Trời ơi, không có cái chuyện đó đâu. Sao con? Dạ. Dạ sao? Thì vô lớp bạn nhìn bạn đó. Nhìn nè, đi học mà nhìn người ta nhìn như vậy rồi làm sao mà học được, quá đáng. Vô lý không lẽ mà suốt buổi học nó nhìn hoài, có giáo viên đó ta giám sát mà nhìn gì. Với hơn nữa vậy nè, khi mà nó đang đi học nó có một chút tình cảm, vậy gọi là cái đó giống như là để động viên cho nó học giỏi thêm vậy đó. Con nghĩ không bao giờ mà động viên nhau nổi đâu, cái này là cùng nhau đi xuống thì có. Cô với anh Tuấn làm gì cãi lộn hoài vậy, chừng nào mới xong? Chừng nào Tùng Khang bỏ nhỏ đó tập trung vô học là sao? Thì có quen nhỏ nào đâu bỏ. Hả? Hả? Ủa? Sao nãy anh Loan nói? Nó kể con vậy á. Thì con bịa ra. Trời đất ơi. Trời ơi, thì ra bỏ bịa ra. Con bịa ra, con kể cho chị Loan nghe trước thử coi tình hình sao, con mới dám qua kể cô. E dẹt chị Loan nè, qua kể cho cô trước. Mà sao? Mà tại sao con phải là như vậy? Thì tại vì Tùng Khang, con ghét Tùng Khang. Vô học mà cứ chọc con hoài à. Nghĩ sao á, mấy cái chuyện ở nhà này nè, cái chị Yến chửi con nhiều á, cái nó vô á, nó chọc con nhiều vậy đó. Rồi, cái này là tôi biết rồi. Gì? Trả thù cá nhân. Này là trả thù cá nhân, nhưng mà biết tại sao Tùng Khang nó chọc không? Sao? Tại nó thích nhỏ này. Thích gì khủng á. Ok, có kìa. Chào cái mặt ra. Trời cái mặt ra. Khùng nghe nè. Trời ơi, cái mặt nó đỏ chét rồi kìa. Trời ơi, khùng quá mà bá sồn sồn mới lên vậy nè. Mới nói có một câu mà vậy đó. Bá ngồi yên không được luôn. Thì ra cũng thích người ta lắm đó. Con
con đâu thích đâu. Trời, sao mặt đỏ vậy? Nó đỏ thì trời thiệt ơi. Cô ơi, đừng nói mấy chuyện này nữa trời. Trời, nó nghe nè, bây giờ thích thì thích, không thích thì nói không thích. Chứ để thôi, cô Dân với lại anh Thanh Tuấn nãy giờ cãi nhau về cái vấn đề này hoài đó. Chỉ vì lý do mà nó chọc con. Con đi, con về đây cái tự nhiên con bịa chuyện này, con nói thằng Khang vậy. Mà em á nha, không làm gì không có được đâu á. Em thà em nói thẳng với Khang là hả, tôi không thích vậy, đừng có chọc tôi nữa. Em bịa chuyện như vậy mà không đúng sự thật, em có phải ảnh hưởng tới danh tiếng của Khang không? Em biết sai rồi. Con xin lỗi cô, xin lỗi anh Tuấn. Gọi đây nữa. Gì? Trời, em kêu chị là giữ bí mật mà chị có giữ đâu. Trời ơi. Không phải là chị không muốn giữ bí mật, nhưng mà tại vì á là chị muốn tốt cho anh Tùng Khang, chị muốn nói với cô Dân, tại vì nó là cháu cô Dân, nói để cô Dân hả còn giúp đỡ nó, hiểu không, nó tốt lên. Nghe nè con, nói con nghe nè, con nói ai thì giữ kín được, còn nhỏ này không bao giờ đâu. Nó là sai lầm. Trời đất ơi, cái tổng đài của nó giữ lâu ghê nha ha. Trời ơi, cô kêu nó sang tổng đài cho người ta hoài mà cứ giữ tổng đài đó hoài đó. Đừng bao giờ 1080 nha. Con nói là nó loan truyền khắp lên luôn á. Đúng, may là cô thương Khang. Cô á, cô tuy là cô lớn thì nhưng mà cô rất là hiện đại ha. Chứ gặp người khác hồi nãy giờ là coi như tánh banh rồi. Đúng không? Rồi đó. Với là anh nghĩ em là em phải tìm Khang, em xin lỗi Khang một tiếng. Tại vì em đang làm tổn thương tới Khang. Trời ơi, làm gì tổn thương vậy? Tổn thương danh dự tới cô. Mày làm quá. Cô để không rồi. Để không? Con nói tới Khang, tới cái mặt nó kìa. Đó, thấy không? Vậy? Thích rồi. Thích đúng không? Thích không? Nè, đúng không? Rút kinh nghiệm. Từ đây về sau là đừng có vậy nha con. Mai là con bịa chuyện thằng Khang chứ con bịa chuyện người khác là có chuyện rồi đó, thấy không? Dạ, con đó. Biết rồi, em đi xin lỗi thằng Khang nha. Ơi, thích thằng Khang rồi. Ê, có khi nào không? Con thấy là cái nén là giống thích lắm đó cô. Nó thích thiệt rồi, nó thích thằng Khang quánh cũng chết rồi. Ơi, khổ tâm tới cô, khổ tâm này nè con. Sao cô? Hết Nhã Hoang rồi tới Nhã Hân, rồi giờ tới cái cặp này nữa thì cái cũng là lòng vòng ở trong dân cư này không à. Không được rồi, không thể nào nói ra được, nói ra là chết, phải giấu thôi. Cô nên nói ông ta, nói ra là chết. Có chuyện gì vậy cô? Có chuyện nè, mà không thể nào nói được. Thì bây giờ cô cứ nói đi. Không có được. Đã gọi là cái chuyện này rất là bí mật, không thể nào nói được. Nhưng mà bây giờ cô chia sẻ cho con đi, có gì con cùng với cô. Trời ơi, giật mình. Cô làm gì vậy cô? Trời ơi, con vô đây từ hồi nào vậy? Con vô nãy giờ rồi, con nói chuyện với cô nãy giờ mà. Ủa, cô có trả lời với con hả? Dạ có. Rồi cô có nói gì không? Có luôn. Cô nói cái gì vậy? Cô nói là có cái gì đó bí mật ghê lắm. Có chuyện gì vậy cô? Là chuyện riêng của cô thôi ha, con không biết làm gì ha. Chuyện riêng hả cô? Trời ơi trời, sao tôi già cỡ tầng tuổi này tôi vẫn chưa được yên. Hết cái chuyện này xảy ra tới cái chuyện khác xảy ra gì. Nhưng mà chuyện gì mới được, bây giờ cô chia sẻ cho con nghe với. Đã nói là cô giấu mà cứ hỏi hoài à. Trời ơi, cô đừng có giấu, cô mà giấu là cô càng áp lực nè, cô tiều tụy nè. Mới đây thôi 5 phút thôi mà nhìn cô xuống sắc hẳn ra. Cô mà giấu nữa là đảm bảo là hả, cô tàn tạ ghê lắm. Cô mở lòng ra đi cô, chia sẻ với con đi. Bộ cô xuống sắc dữ lắm. Xuống sắc lắm, nhìn thần sắc cô nhợt nhạt lắm. Thì đó, thần sắc cô xuống là do ông cháu cô á, Tùng Khang. Đúng rồi, ông anh cô chỉ có mình nó thôi à, mà nó giống như là đứa cháu ruột nhất của cô rồi đó. Dạ. Ba mẹ nó gửi lên đây cho cô nuôi, lo cho nó ăn học, mà bây giờ á, nó có một cái chuyện. Đúng rồi, nó có chuyện mà cô không biết gì, cô không biết cách gì để mà cô lựa lời sao mà cô ăn nói với ba má nó đi nè. Cô bình tĩnh, con chuyện biết là lớn lắm cô. Con biết là bây giờ cô rối lắm, nhưng mà bây giờ thôi được rồi, bây giờ cô cái, nó nằm ở bệnh viện nào cô nói đi, rồi con đi vận động bà con đi vô trong đó thăm, chứ để nó nằm một mình về tội nghiệp nó lắm. Trời ơi, nó chạy xe làm sao mà để người ta đụng dữ vậy cô? Con nghĩ sao mà con nói Tùng Khang bị xe đụng, rủa con quở nó vậy? Ủa chứ cô nói cái gì mà hả, nó bị nặng lắm rồi. Cái gì đó nghiêm trọng nữa. Trời ơi, không phải bị xe đụng. Ủa, có chuyện gì vậy anh? Anh đây nè. Qua đây cô hỏi. Nè con. Dạ. Cái kỳ thi kỳ rồi đó, môn toán kỳ rồi đó. Dạ. Con được nhiêu điểm?
Tiếc ghê, con được có 8,75. Trời ơi, 8,75 mà tiếc ghê. Nè nè nè, cái đề thi bữa hổng dễ lắm hả con? Đâu có, đề lúc nào cũng khó cô ơi. Mà sao con được 8,75? Trời, cô hỏi buồn cười quá. Thì nhỏ làm bài được thì nó được điểm cao. Không đúng. Trời, anh. Ủa, rồi sao cô? Mà sao tự nhiên cô khó chịu? Không đúng. Mắc gì không đúng cô? Đúng cô? Biết rằng là không phải cô học cùng chung với anh Tiểu Thư. Nhưng mà thằng Khang học chung. Mà con nên nhớ là thằng Khang hồi nào vô nó học rất là giỏi luôn. Nó học giỏi. Tự nhiên bây giờ nó lại thua điểm. Nó chỉ có 5 điểm mà. Cái gì? Tùng Khang 5 điểm. Bí mật. Để con đi báo cho. Trời ơi. Cô, ta gọi là giấu rồi còn đi báo nữa. Con nghe nói á, bữa đó Tùng Khang làm có được gì đâu. Thấy chưa cô ơi, lơ là, học hành lơ là. Tùng Khang là dạo này bắt đầu ăn chơi tụ tập bạn bè hư hỏng nè. Vô lý, không bao giờ có chuyện đó. Thằng Tùng Khang nó rất là siêng năng, rất là hiền lành. Sở dĩ mà bây giờ mà nó bị 5 điểm như vậy, cô nghĩ là có vấn đề, có người. Có người là sao cô? Sao cô? Có người đó, ngồi cái bên nhiều khi là hỏi bài, rồi khiều khiều móc móc vậy nè, làm cho con người ta phân tâm, con người ta không có chú tâm làm bài, cho nên là bị 5 điểm đó. Ý cô nói em á. Ê, đâu có đâu cô. Có phải con không? Không phải con. Phải không? Không phải. Trời, mỗi người ngồi một bàn mà sao hỏi bài được. Đúng anh. Đúng rồi cô. Vô ơi. Lý. Vô lý sao được đi thi mỗi người một bàn. Cũng có nhiều cách. Tuy rằng mỗi người một bàn nhưng mà cũng có nhiều cách. Lâu lâu khiều và tay dài hoặc là kêu kêu này đó sao. Với lại con thi khác phòng con có biết gì đâu. Vô lý. Học chung lớp và thi khác phòng là sao? Đúng rồi, vô lý của em ơi. Trời ơi, không tin á, tí Tùng Khang về nè, cô hỏi Tùng Khang coi. Ôi nhưng mà nó nghe nè. Hả? Hôm bữa đó thi em thấy tinh thần của Tùng Khang nó ổn không? Nó làm bài có được không? Thì em có thi chung đâu mà em biết. Ha. Con nhìn cô đi. Dạ. Ánh mắt của con đã lừa dối cô. Con chắc chắn là con đã hỏi bài Tùng Khang nè. Cái đứa nào giờ chưa bao giờ học toán giỏi, hay không? Tùng Khang mới là đứa giỏi toán mà tại sao con lại được 8,75? Mà Tùng Khang chỉ được có là 5 điểm thôi. Cái này con biết nè. Cái này ông bà ta gọi là học tài thi phận. Đúng nhiều rồi. Khi nó học giỏi nhưng mà đi thi nó xui cô, lỡ nó trục trặc cái gì đó. Bây giờ lần này 5 điểm thì mình cố gắng lần sau. Quá là vô lý, có phải con không? Con ngồi kế bên con làm phiền nó, con hỏi bài nó, rồi nó tiết lộ bài cho con, rồi cuối cùng là nó bị phạt. Một là vậy, còn hai nữa là nó lo cho con quá, nó phân tâm, nó không có làm bài được. Con nói chứ vô lý, Tùng Khang nó rất là giỏi. Cô nói con là môn toán này. Môn toán này là do tư duy chứ không phải là học bài thuộc. Phải không? Đúng không? Tư duy của thằng Tùng Khang rất là giỏi. Dạ, đúng rồi cô. Đúng mà thái độ kỳ vậy? Thì đúng rồi. Đúng thì nhận lỗi đi chứ sao? Có phải con không? Đúng là tư duy của mỗi người. Nhưng mà lần đó là do Tùng Khang sơ suất rồi sao cô? Không phải lỗi của con. Ủa rồi cuối cùng tóm lại là có phải của em không? Dạ không. Bây giờ không phải em đúng không? Đợi Tùng Khang về hỏi cho ra lẽ cô. Kìa Khang. Dạ dạ con chào cô Vân. Ngồi xuống, ngồi xuống. Trời ơi về đúng lúc quá. Sao có chuyện gì mà con nhìn mọi người không khí căng thẳng quá vậy? Căng lắm em. Căng như dây đàn vậy. Tôi ngồi đi. Cái chuyện này là cái chuyện của em với Tiểu Thư. Chuyện của em đâu liên quan tới Tiểu Thư đâu. Ủa mắc gì không liên sao quan. Sao không liên quan? Tại sao mà mỗi khi đó con làm bài rất là tốt, con rất là giỏi về môn toán, mà bây giờ á con lại thấp điểm hơn là Tiểu Thư là sao? Làm sao mà cô ăn nói như là ba má con đây? Dạ, thì đúng là con thấp điểm mà con thi thì đâu có liên quan Tiểu Thư đâu. Có phải là Tiểu Thư hỏi bài con nhiều, con lo cho Tiểu Thư quá cho nên là con lơ là, con không tập trung, thấy không? Giúp bạn là điều tốt nhưng con phải nên nhớ là con phải tự lo cho thân mình. Và con phải nhớ là ba mẹ con ở nhà đang trông ngóng về cái kết quả học tập của con từng ngày. Đúng rồi, ở nhà dưới quê là hãy làm lụng cực khổ vất vả nuôi em đi học. Mà bây giờ kết quả như vậy là sao? Không có, con nói thật là con không liên quan tới Tiểu Thư hết trơn á. Vậy tại sao thi được 5 điểm? Thì tại bữa đó em bị xui. Xui là xui chỗ nào? Em thi mà em nhìn lộn đề, viết xa hết trơn luôn. Trời đất ơi. Ủa, đi thi mà nhìn lộn đề là sao em? Là không lẽ em đi thi toán mà nhìn qua lộn đề sử, đề văn hay gì? Nhưng không kiểu như là cái đề đó có vài câu hỏi nó khác nhau á. Cái em nhìn, cái em ghi lộn lum luôn. Là bộ tối hôm đó ngủ không chịu ngủ hay sao mà sáng giờ nhìn lộn? Thì nó không hiểu, bị xui thôi, nói chung là bị xui. Nhưng mà cái việc của em thi mà điểm thấp không liên quan tới Tiểu Thư. Đó, con thấy chưa? Tại vì con với Thư thi không có chung phòng. Ồ.
Vậy là sao? Hai đứa không có chung phòng? Dạ đúng rồi. Ủa, học chung mà vậy? Sao không đi chung? Dạ, tại vì là vậy nè, trường của con á là thi theo chữ cái, con là chữ Khang là chữ K, Thư là chữ T, mà hai chữ nó cách dài vậy nè. Đâu thi chung đâu. Con thi bằng năng lực của con đó. Vậy sao nãy giờ không nói? Trời ơi, thì giải thích cô có chịu nghe đâu. Anh cũng vậy. Thì tại vì nãy cô Dân cũng nóng quá cho nên cô Dân cũng không có để ý cái chi tiết đó. Nhưng mà cô Dân cứ yên tâm đi, con đã nói chuyện này với lại ba mẹ rồi, ba mẹ không có trách. Ồ vậy hả con? Dạ. Trời đất ơi, cô giống như là được gỡ cục đá đè nặng trên vai xuống vậy đó. Nói nghe nè, cô á không nhận trách nhiệm thì thôi, nhận rồi á thì cô phải chịu trách nhiệm trước ba mẹ của con. Dạ. Lo cho con từ cái ăn cái mặc, rồi lo cho con về cái gì vấn đề học vấn nữa. Dạ. Con mà có vấn đề gì thì làm sao mà cô nói chuyện với ba mẹ con đi. Đúng vậy. Cho nên từ đây về sau con làm gì làm, con muốn nghỉ, con muốn làm gì cũng phải nghĩ tới người lớn, nghĩ tới cô, nghe chưa? Yeah. Em có biết là hả, vì cái chuyện của em mà hả, cô Dân đi vòng vòng một mình, nói chuyện một mình luôn. Em thấy chưa? Nhìn cô lang thang, nhìn thấy ghê lắm, là cô bị áp lực á. Áp lực. Tại vì cái trách nhiệm của cô với lại em nữa. Em hả, mai mốt á là phải rút kinh nghiệm đi, đi thi á, mình đừng có chủ quan. Mình phải nhìn đề cho kỹ, mình phải tập trung vô, mình đừng có lơ là. Đó, em thấy cái kết quả chưa? Dạ. Bây giờ là chuẩn bị tốt nghiệp nè, tập trung vô mà thi. Đúng rồi, con đã nói với ba mẹ con rồi phải không? Dạ. Rồi, rồi cô nhẹ nhàng. Thưa, dạ, thưa. Dạ. Trời ơi, cô đúng là lớn tuổi mà cũng còn hồ đồ. Xin lỗi con nha. Dạ. Hồi nãy giờ cứ nghi quan Thư không à. Cứ nghĩ là lạ nào giờ nó học dở. Rồi nó hỏi con gì lo cho nó quá, con phân tâm vậy thôi. Dạ, thôi. Dạ. Có gì đâu cô. Con anh cũng xin lỗi luôn nha. Con ơi, con cũng xin lỗi cô vì đã làm cho cô phải lo lắng cho con nhiều. Nhưng mà con hứa cô luôn, lần này con phải cố gắng hơn, cẩn thận hơn, làm thiệt là tốt. Ê, chết chết rồi. Cái gì vậy? Trời, vậy? Chết rồi, chết chết rồi. Gì vậy? Quên, nãy giờ xuống đây. Vợ con kêu cô là tới giờ đi spa rồi. Trễ giờ hẹn rồi, cũng quên nhiều chuyện cũng quên luôn. Trời đất ơi, cô quên, nó da cô khô hết trơn đó, lăn lẹ cô phải đi spa, cô dưỡng da là mà cô quên. Cô đi liền cái vợ con, nó đợi nó cào đầu con bây giờ. Cô chị lo cho con không á nha. Dạ. Cô xin lỗi con nha. Dạ. Rồi, hai đứa ngồi chơi nha. Dạ. Anh đi chật luôn. Dạ, dạ. Chào. Đi nha. Dạ. Dạ. Chào cô anh. Rồi nói chuyện với nhau đi ha. Rồi. Tay cô. Thư. Gì? Xin lỗi nhiều nha. Tại vì tôi mà Thư bị cô Dân chửi quá trời chửi. Có gì đâu, cũng tại cô Dân lo cho Khang á chứ. Ủa chứ không phải tại Thư học ơi quà dẫn dằn. Không có tiền. Không tiền tôi bao. Tao hả? Tao đi. Đi. Tiếng ca rộn vang chào mừng một ngày mới đã vừa sang. Hát vang la 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 la, là một khúc ca cho mỗi nhà.